các bạn thấy con đường này rất là đẹp không? Cây hai bên rất là lớn và to ha. Cái con đại lộ này là trong mỗi cái gốc cây là sẽ cho một người, có tên của một người ở ở đây á. Cái con đường này nó đẹp quá trời đẹp luôn á. Những cây thật là to luôn. Chiến binh đã ngã xuống và sẽ chôn ở đây nè. Những cái cây có cái tên, mỗi cái gốc cây là để một cái tên của một người như thế. Con đường rất là đẹp, đi vào thị trấn Bát Mát ha. Ở đây người ta làm farm rất là nhiều, làm rẫy, họ trồng rau cải rồi đó bạn. Các bạn thấy không, những con đường rất là đẹp. Cây cao thiệt là cao thoát. Những gốc cây bự thiệt là bự luôn á. Đại lộ của những người đã ngã xuống. Con đường này là đi vô cái thị trấn đó các bạn. Đây nè bạn, người ta trồng á, trồng cherry nào nè, chỗ bán trái cây á. Sẽ trồng rau xà lách, ô không có trồng hành lá nữa, mình thấy kìa. Chỗ này họ bán trái cây nè, họ bán dọc đường như vậy, rồi người ta chạy ngang á, người ta thích, người ta ghé vô, người ta mua. Ô, bên đây những cái cây này là cây đào nè, nectarine rồi. Chỗ bán trái cây là chỗ này họ bán rất là nhiều. Đi vô hái táo rồi. Cái phòng này mình chưa đi ha. Bên đây nè. Hàng cây kéo dài vào trung tâm luôn. Em đâu phải là một chiếc để ngã xuống ở đây đâu mà được đặt tên mà. Mình ở gần thị trấn này chứ mình ít khi xuống đây lắm. Thấy ở đây thấy nó nhẹ nhàng quá hả? Nó không có xô bồ. Tới mùa không? Càng tới mùa. Đẹp quá. Đây là cái thư viện nè. Ở đây những cái hàng cây ha, lá vàng nè. Mùa thu nè. Mình vô cái thị trấn rồi nè các bạn. Ở đây ha, nhẹ nhàng, có mấy em kìa. Nó không có xô bồ. Chắc là đường này đường trắng. Thị trấn nhỏ mà. Người ta đi qua đường. Cái này nè. Này là mình quẹo đi shopping. Đây là trung tâm mà. Trong mối trí này shopping với này có thơ vậy. Mình thử vô shopping. Bây giờ mình sẽ quẹo vô shopping. No entry. Mình vô